cầu kéo xe cầu các bạn đi lúc xe con nông mạnh quá các bạn ơi. Xe cầu đi dừng nhà bị lún các bạn, giờ phải nhờ xe con nông tới đi các bạn ơi. Lắm này nó cao rồi, nó chạy qua cái đuôi rồi là sao? Để đỡ bên đây nó lún xuống nó mới giữ lại chứ. Người này nó ép được chứ. Chạy luôn đi. Chạy á. Rồi xe con ông khó mạnh các bạn ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Người nhựa kéo con nông.